Freuler. Fabio Cannavaro. Zinedine Zidane. Một tình huống xử lý bắt bài tốt đối thủ và anh ấy đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Một tình huống đoạt bóng thành công. Đây sẽ là cơ hội phản công nguy hiểm. Adrian Rabiot. Anh ấy đang quan sát và chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Pha bóng tốt của Caceres. Alessandro. Đó là pha xử lý an toàn. Bóng đã được đưa ra ngoài vòng nguy hiểm. Một pha chuyền bóng chính xác. Bonucci có pha truy cản rất hay trước tình huống dứt điểm vừa rồi. Pavel Nedved. Đó chính xác là một cú sút. Đó là cú sút bóng đi vào xa. Zinedine Zidane. Anh ấy đang quan sát khu vực trung tâm để thực hiện một pha phối hợp. Tưởng chừng như đó là bàn thắng, nhưng thủ môn đã bay người cản phá xuất sắc. Bàn thắng đã tới với anh, xứng đáng là một chân sút đẳng cấp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng này. Wow, một cú sút tuyệt vời. Juventus chơi hay hơn và đã dẫn trước. Ha segnato per la Juventus al 28esimo minuto. Il numero 10 Thierry Henry. Freuler. Adrian Rabiot. Freuler. Fabio Cannavaro có pha truy cản rất hay trước tình huống dứt điểm vừa rồi. Đó là một tình huống phạt góc. Pavel Nedved vô cùng tự tin để dẫn bóng. Zinedine Zidane. Adrian Rabiot. Freuler. Bên trong đang trống trải, cơ hội để thực hiện pha tạt bóng. Đó là một pha tạt bóng. Một cơ hội rõ ràng để san bằng tỷ số. Quá đáng tiếc.
Cristiano Ronaldo. Còi điện tử đã được giơ lên. 3 phút bù giờ, anh ấy đã thi đấu thiếu tập trung và để mất bóng nguy hiểm. Cristiano Ronaldo. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Cột. Vâng, bàn thắng đã tới cho Juventus. Và đó chính xác là tình huống việt vị. Bàn thắng đã không được công nhận, anh đã rơi vào thế việt vị. Vâng, hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0. Hiệp 2 bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Juventus. Adrian Rabiot. Huấn luyện viên của họ đang vô cùng nuối tiếc với pha bỏ lỡ vừa rồi. Đó đã có thể là bàn thắng san bằng tỷ số. Freuler. Tình huống ngăn chặn pha dứt điểm rất khó chịu. Đó là cú sút. Thủ môn đã cản phá cú sút ấy. Bóng đã đập trúng khung thành. Adrian Rabiot. Đường chuyền bóng chính xác. Cơ hội đến rất gần, anh ấy tung ra cú sút. Đó là tình huống việt vị. Cơ hội đã trôi qua, anh ấy đã thoát súng có phần hơi sớm. Thủ môn liên tục có những pha cản phá xuất sắc. Một sự thay đổi người, huấn luyện viên đã cho một tiền vệ đánh chặn rời sân. Anh đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Adrian Rabiot. Cơ hội đã tới. Một tình huống đã phạt cho Juventus. Một sự thay đổi người. Tiền đạo cánh đang rời sân ra nghỉ. Sự có mặt của anh trong trận đấu ngày hôm nay đã khiến cho hàng công thi đấu vô cùng bế tắc. Đã đáng tiếc, anh đã có thể ghi thêm bàn thắng trong ngày hôm nay. Một tình huống cản phá tốt của thủ môn. Freuler. Họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng. Đối thủ không thể đoạt lại bóng. Pha trả bóng cho đồng đội. Một pha chuyền bóng chính xác. Cơ hội để tung ra cú sút. Một pha ghi bàn vô cùng quan trọng. Bàn thắng giúp đội bóng quân bình tỷ số. Đội bóng với tỷ giá thấp hơn lại có bàn thắng một cách đầy bất ngờ.
Với góc máy này, chúng ta có thể xem rõ pha lập công vừa rồi là ấn tượng ra sao. Vâng, tỷ số lúc này đang là 1-1. Caceres. Pavel Nedved. Một sự liên kết chặt chẽ. Họ đã phối hợp với nhau rất ăn ý. Bóng đã được đưa vào vòng cấm. Adrian Rabiot. Vâng, bàn thắng đã tới cho Juventus. Pha lập công thật tuyệt vời của cầu thủ. Họ đã liên tục đưa bóng ra biên để thực hiện các pha tạt bóng sớm và bàn thắng đã tới. Cú sút trái phá mang về bàn thắng cho đội nhà, quá hoàn hảo. Tỷ số hiện đang là 2-1. Freuler. Thật ấn tượng với hình ảnh này. Các cầu thủ viên đang cổ vũ nhiệt tình dù đội bóng của họ đang bị thua trận. Một tình huống thuận lợi để gỡ hòa nhưng ấy đã không thể tận dụng thành công. Hậu vệ cánh đã được cho ra nghỉ. Một ngày thi đấu dưới mức kỳ vọng đối với anh. Một tình huống dứt điểm. Liệu họ có thể giành chiến thắng sau bàn thắng gỡ hòa muộn màng này không? Các cầu thủ đã liên tục tạo ra sức ép và cuối cùng họ đã có bàn thắng gỡ hòa ở thời điểm cuối trận. Hãy nhìn xem, anh ấy đã có một pha ghi bàn đẳng cấp. Trận đấu đang có tỷ số hòa 2-2. Đường chuyền về cho đồng đội. Zinedine Zidane. Bonucci. Thierry Henry, một cú sút. Tưởng chừng như đó sẽ là một bàn thắng, một pha phản công sắc bén. Fabio Cannavaro. Alessandro. Một cơ hội tổ chức tấn công của Juventus. Đó là một tình huống ngăn cản tốt. Bóng đi chạy cột dọc. Và đó là tiếng còi kết thúc trận đấu hôm nay.